Sau những ngày vắng bóng đá, đêm qua loạt trận đội tuyển quốc gia đã diễn ra, khuấy động bầu không khí trên toàn thế giới. Các tên tuổi ở châu Âu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã ra sân. Tại châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã thi đấu vòng loại World Cup. Trong khi đội tuyển Việt Nam giao hữu với đội tuyển Nga trên sân Mỹ Đình. Hãy cùng cập nhật toàn bộ những diễn biến đáng chú ý đó trong bản tin hôm nay. CR7 ghi bàn giúp Bồ Đào Nha thắng trận. Sau kỳ Euro 2024 thất vọng, Cristiano Ronaldo vẫn được trao suất đá chính khi Bồ Đào Nha tiếp đón Croatia tại lượt 1 vòng bảng Nations League. CR7 xuất phát trên hàng công Seleção cùng với các đàn em Leao và Neto. Lần này, họ đã có một trận đấu thuận lợi hơn nhiều khi sớm có bàn thắng nhờ công của Diogo Dalot ngay ở phút thứ 7. Sau đó, khoảnh khắc được tất cả chờ đợi đã xuất hiện khi Ronaldo ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Bồ Đào Nha với một cú dứt điểm chân phải. Mọi thứ được định đoạt ngay trong hiệp 1 trận này khi chính Dalot đã phản lưới nhà giúp Croatia rút ngắn cách biệt, nhưng đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Trận này Ronaldo thi đấu tận 88 phút rồi mới rời sân. Bồ Đào Nha có chiến thắng 2-1 và khởi đầu tốt tại Nations League. Lượt trận sau, họ sẽ gặp Scotland. Tây Ban Nha hòa nhạt, Ba Lan thắng kịch tính. Ở lượt trận đầu tiên diễn ra vào rạng sáng nay, nhà đương kim vô địch châu Tây Ban Nha làm khách trước Serbia. Với dàn hào thủ vô địch Euro, Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ có một trận đấu tưng bừng. Nhưng những ngôi sao của họ lại chẳng thể bùng nổ như trên đất Đức. Họ không thể ghi lấy một bàn thắng trước sự chắc chắn của Serbia. Đội nhà cũng thiệt ngòi nên trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều nhạt nhẽo. Ở lượt trận đầu tiên này, Ba Lan là đội thắng kịch tính trước Scotland 3-2. Scotland có ghiu mùa và mang tuổi mê này ghi bàn, nhưng Ba Lan thắng kịch tính, trong đó Lewandowski đóng góp một bàn thắng từ chấm phạt đền. Ở một trận đấu khác, ngôi sao của Newcastle Alexander Isak tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Thụy Điển đánh bại Azerbaijan 3-1 để có chiến thắng ở lượt trận đầu tiên. Hàn Quốc gây thất vọng, Nhật Bản thắng khó tin Trung Quốc. Tối qua, loạt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2026 đã khởi tranh. Trên sân nhà, Hàn Quốc chỉ phải tiếp đón Palestine trong bối cảnh các ngôi sao tấn công đều đá chính. Nhưng Son Heung-min, Lee Kang-in hay Hwang Hae-chan đều trải qua ngày thi đấu đáng quên. Son Heung-min thậm chí đã vượt qua thủ thành đối phương nhưng dứt điểm trúng cột dọc. Còn Lee Kang-in dù chơi tốt nhưng cũng bỏ lỡ thời cơ đối mặt thuận lợi. Hàn Quốc kém duyên trận này và thậm chí còn may mắn mới có được kết quả hòa bởi Palestine đã có nhiều cơ hội khá nguy hiểm. Đây là kết quả phần nào thất vọng với các ngôi sao xứ sở kim chỉ. Ở một diễn biến khác đáng chú ý, Nhật Bản đã khiến Trung Quốc trải qua thất bại cực kỳ nặng nề tại sân Saitama. Họ đã ghi 7 bàn vào lưới đối thủ cùng khu vực nhờ sự tỏa sáng của những ngôi sao như Endo, Mitoma, Minamino hay Kubo. Đây là chiến thắng khó tin của Nhật Bản trước Trung Quốc bởi không ai ngờ đội bóng của đất nước tỷ dần lại yếu đến như vậy. Chiến thắng này đã giúp Nhật Bản khẳng định sức mạnh tại vòng loại thứ 3 World Cup. Trong số công lớn, Australia là đội gây thất vọng hơn cả khi thua trên sân nhà trước Bahrain. Indonesia kiếm điểm ngay lượt trận đầu tiên. Indonesia là đại diện Đông Nam Á duy nhất thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup. Ở lượt trận đầu tiên, họ làm khách trong lớn Ả Rập Xê Út và khiến cho nhiều người ngỡ ngàng với dàn cổ động viên hùng hậu trên khán đài. Với dàn ngoại kiều chất lượng, Indonesia đã gây bất ngờ khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 19 do công của Orat Mangon. Bàn thắng này giúp họ tự tin chống chọi trước sức ép của Ả Rập Xê Út. Sau cùng, Indonesia đã xuất sắc rời Ả Rập với một điểm trong tay nhờ trận hòa 1-1. Họ bị gỡ hòa cuối hiệp 1 mà thoát thua trong hiệp 2 trên chấm phạt đền khi ngôi sao Andalusari của chủ nhà bỏ lỡ cơ hội. Nhờ trận hòa 1-1, Indonesia giành điểm ngay trong trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup, qua đó mở ra cơ hội giành thêm điểm số ở những lượt trận tiếp theo. Sau trận đấu này, họ sẽ về sân nhà tiếp đón Australia. Việt Nam thua trắng tuyển Nga trong ngày Văn Lâm mắc sai lầm. Hôm qua, tuyển Việt Nam đã gặp tuyển Nga trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ giải giao hữu LPB Bank Cup 2024. Tuyển Nga cho thấy sự vượt trội khi kiểm soát thế trận, nhưng tuyển Việt Nam cũng chơi khá ổn trong giai đoạn đầu. Dù vậy, bàn thua vẫn đến khi đối khách cho thấy khả năng gây ra sát thương từ bóng bổng. Tuyển Việt Nam may mắn chỉ thu một bàn trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng sang hiệp 2, trời đổ mưa lớn khiến sân trở nên trơn trượt. Từ một pha bóng như vậy, Văn Thanh chuyền về và bóng đi lập bập bất ngờ nảy lên khiến Văn Lâm phát lên trên. Bóng lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ thành mang hai dòng máu Việt Nga. Bàn thắng được tính là pha phản lưới của Văn Thanh, nhưng lỗi lớn lại thuộc về Văn Lâm. Những pha xử lý bóng bằng chân vốn không phải là điểm mạnh của thủ môn sinh năm 1993 và đó khiến cho tuyển Việt Nam thua thêm. Cuối trận, Nga có thêm bàn thắng để ấn định chiến thắng 3-0. Tuyển Việt Nam cũng nỗ lực dồn lên tấn công nhưng không tạo ra được nhiều sự khác biệt. Chúng ta thua 0-3 và sẽ hướng tới trận gặp đội tuyển Thái Lan sau đó. Còn tuyển Nga đã cho thấy sức mạnh của đội bóng đẳng cấp châu Âu. Tuyển Nga động viên Việt Nam. Trái với những phát biểu có phần thẳng thắn trước đó, lần này huấn luyện viên Valery Kapin đã động viên đội tuyển Việt Nam sau trận đấu đầu tối qua. Ông nói như sau: "Tuy chưa phải là đội bóng mạnh so với châu Âu, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn có sự nỗ lực. Họ đã tạo ra vài cơ hội nguy hiểm trong trận đấu. Tuy thể lực chưa đạt, tuyển Việt Nam vẫn là tập thể tốt." Ông Kapin cũng nói lý do cất nhiều ngôi sao là do thể lực của cầu thủ chưa đảm bảo. Ông cũng hài lòng với kết quả 3-0 trong bối cảnh chơi trên sân khách. Nói về bàn thua của Văn Lâm,
huấn luyện viên Capin không đồng tình với quan điểm cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về Văn Lâm. Nhìn chung sau khi thắng trận và không có cầu thủ nào gặp chấn thương, thái độ của huấn luyện viên Capin tỏ ra ngoại giao hơn khá nhiều. Bác bỏ khả năng Casemiro ra đi. Vừa qua, Casemiro mắc lỗi lớn khi MU để thua Liverpool tại vòng 3 ngoại Anh. Sau thất bại này, nhiều người tin rằng Casemiro không còn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao. Cùng thời điểm, Galatasaray được cho là muốn có sự phục vụ của Casemiro theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil không muốn ra đi. Anh quyết tâm ở lại để cạnh tranh cho suất đá chính. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận điều này như sau. Casemiro hiện được kỳ vọng sẽ ở lại Man United ít nhất cho đến năm 2025. Mặc dù Galatasaray có liên hệ với động thái chuyển nhượng vào lúc này, tiền vệ người Brazil không có kế hoạch rời câu lạc bộ ngay bây giờ. Không có cuộc đàm phán cụ thể nào xảy ra với Galatasaray. Trước đó, Ten Hag cũng nói sau trận đấu với Liverpool như sau. Tôi tin tưởng Casemiro, cậu ấy sẽ ở lại. Trước ăn sau loạt trận đội tuyển quốc gia, Casemiro sẽ có trận đấu nghỉ ngơi đôi chút để bình tĩnh lại. Nhất là khi MU đã có Manuel Ugarte. Sự giúp sức của Ugarte sẽ giúp Casemiro giải tỏa áp lực và hy vọng tìm lại mình trong thời gian tới. Antony cũng ở lại MU. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định không hề có mối liên hệ nào giữa Antony với câu lạc bộ Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ người Brazil hoàn toàn cam kết tương lai tại Man United. Antony không quyết định rời khỏi câu lạc bộ mùa hè này. Điều đó đã luôn được những người thân cận của cầu thủ chạy cánh người Brazil khẳng định. Trước đó ít lâu, một số trang đưa tin Fenerbahce muốn chiêu mộ Antony. Huấn luyện viên Jose Mourinho muốn bổ sung ngôi sao tấn công sau khi kình địch Galatasaray mượn thành công Victor Osimhen. Tuy nhiên, thông tin này đã bị Fabrizio Romano bác bỏ. Trước đó, một cầu thủ khác của MU là Casemiro cũng được đồn đoán có thể ra đi khi nhận được sự quan tâm từ Galatasaray. Tuy nhiên, cũng giống Antony, cựu sao Real Madrid quyết tâm ở lại để cạnh tranh vị trí chính thức. Giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ còn mở cửa thị trường chuyển nhượng đến ngày 18 tháng 9. Vì thế nên đây được xem là điểm đến thích hợp cho những cầu thủ chưa kịp tìm bến đỗ tại các giải đấu hàng đầu châu hoặc Saudi Pro League. Antony được MU chiêu mộ từ Ajax với giá 100 triệu euro, nhưng cầu thủ này không đáp ứng được kỳ vọng. 4 trận đầu mùa giải năm nay, có 3 trận cầu thủ người Brazil không được đá một phút nào. Cuộc đụng độ Brighton là lần duy nhất Antony được huấn luyện viên Erik ten Hag tung vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng đó là thời điểm phút 90. Với phong độ thiếu ấn tượng của mình, Antony cũng không được triệu tập lên đội tuyển Brazil chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2026 trong tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVH Vlogs.